Xin chào bà con, tôi là Nguyễn Trung Kiên, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Tôi hút thuốc rất nhiều năm nay và đã ý định bỏ thuốc rất nhiều lần nhưng chưa lần nào thành công. Một hôm tôi được người bạn giới thiệu đến sản phẩm nước súc miệng cai thuốc lá thanh nghị. Thì mới đầu tôi cũng chỉ mua về thử để xem có hiệu quả không. Thì thật là lúc đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ rằng mình thử xem sao. Nhưng sau khi sử dụng được 3 ngày thì tôi đã không còn cảm thấy thèm thuốc nữa. Và tôi cũng đã sử dụng đến 5 ngày thì tôi đã hoàn toàn cai được thuốc nữa. Vì vậy xin làm cái video clip này cảm ơn công ty Thanh Nghị đã giúp hàng nghìn người cai thuốc lá được, trong đó có tôi. Xin cảm ơn. Xin chào.